Đón đọc tạp chí HTV Xuân Mậu Tý năm 2008. Tạp chí HTV Xuân Mậu Tý năm 2008 ra khổ lớn, nội dung phong phú hấp dẫn, trình bày mới lạ, ấn tượng và đẹp mắt. Nhiều bài viết giới thiệu nội dung chương trình hay nhất trong năm được lựa chọn để trình trong dịp Tết. Nhiều cuộc gặp gỡ thú vị với 5 ca sĩ tuổi Tý thế hệ 8X, 5 ngôi sao điện ảnh Việt Nam, 10 ngôi sao điện ảnh châu Á, những gương mặt nhất trong các cuộc thi của HTV năm 2007. Chuyên trang nghệ sĩ mừng xuân, bút ký đón giao thừa ở phim trường, MC và phát thanh viên HTV tất bật trong những ngày xuân. Khi những người đẹp Trương Ngọc Ánh, Giáng My, Kim Quanh làm doanh nhân. Chuyện về một gia đình có 3 thế hệ làm nghệ thuật. Gia tài của các ngôi sao điện ảnh thế giới cùng nhiều chương trình hấp dẫn khác. Đón đọc tạp chí HTV Xuân Mậu Tý năm 2008 để nhận 4 món quà đầy ý nghĩa. Một đĩa phim ca nhạc gồm 2 phần. Phần 1, Hồ Quỳnh Hương, Một Chặng Đường. Phần 2, Dòng Thời Gian, với nội dung về truyền thuyết tình yêu, do các ca sĩ Lương Chí Cường, Hạnh Nguyên, Đàm Vĩnh Hưng, Đài Trang, Xuân Trường, Thanh Thúy, Đức Tuấn biểu diễn. Một đĩa phim ca nhạc với những ca khúc hay nhất do các ca sĩ Khánh Ngọc, Nhật Tinh Anh, Lê Dũng, Dương Biểu Trung thể hiện. Một cuốn chương trình đặc biệt Tết Mậu Tý năm 2008. Một poster khổ lớn gương mặt vàng thể thao Việt Nam năm 2007. Đăng ký tạp chí HTV Xuân Mậu Tý năm 2008 đến hết ngày 20 tháng Giêng năm 2008 tại các đại lý báo chí và bưu điện gần nhất. Hãy đón đọc tạp chí HTV Xuân Mậu Tý năm 2008 dự kiến ra ngày 26 tháng Giêng năm 2008 để lựa chọn những chương trình yêu thích và nhận 4 món quà để thay cho lời cảm ơn và lời chúc mừng năm mới. Thưa quý vị, chương trình truyền hình thứ hai ngày 21 tháng 1 trên kênh 7 gồm có những tiết mục sau đây. 5 giờ 5 phút chiếu phim truyện Anh Cô Phù Thủy Nghịch Ngợm tập 25. 6 giờ phim hoạt hình phim Bồ. 6 giờ 30 phút chào ngày mới. 7 giờ ca nhạc giai điệu mùa xuân. 7 giờ 30 phút trò chuyện cuối tuần. 8 giờ 15 phút di sản thế giới. 8 giờ 30 phút du lịch vòng quanh thế giới Barcelona. 8 giờ 55 phút cuộc sống Fanta phong cách tuổi teen ngày nay. 9 giờ 20 phút phim truyện Việt Nam Những Giấc Mơ Dài tập 11-12. 11 giờ 5 phút Ai Nhanh Hơn. 11 giờ 25 phút kiến thức tiêu dùng chăm sóc da tuổi dậy thì. 12 giờ trước phim truyện Trung Quốc Ký Ức Hảo Huyền tập 31-32. 13 giờ 45 phút văn hóa ẩm thực và du lịch. 14 giờ trước phim truyện Trung Quốc Dạ Phủ tập 7. 14 giờ 45 phút phim truyện Việt Nam Nấc Thang Mới tập 1. 15 giờ 35 phút phim tài liệu khoa học Trái Đất và Bầu Trời. 16 giờ câu lạc bộ thể thao. 16 giờ 40 phút Nhịp Sống Thể Thao. 17 giờ chiếu phim truyện Trung Quốc Thái Hậu Bắc Ngụy tập 13-14. 18 giờ bản tin kinh tế. 18 giờ 15 phút chiếu phim phần tiếp theo. 19 giờ phim truyện Việt Nam Khu Vườn Bí Ẩn. 19 giờ 30 phút phim hoạt hình Những Cô Gái Siêu Nhân. 19 giờ 50 phút Tình Thế Giới. 20 giờ Quả Táo Đỏ. 20 giờ 20 phút Chinh Phục Đỉnh Everest. 20 giờ 30 phút Chương Trình Thử Thách. 21 giờ 25 phút Khám Phá. 21 giờ 35 phút Ca Nhạc Cơn Bão Rốc. 22 giờ 15 phút Tin Trong Nước. 22 giờ 30 phút Ca Nhạc Ân Tình Xứ Nghệ. 23 giờ 20 phút Du Lịch Và Cuộc Sống. 23 giờ 40 phút Tin Cuối Ngày Tin Thế Giới Tin Thể Thao. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự cuối ngày của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Kỷ niệm 40 năm cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968-2008, sáng qua tại hội trường Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, hơn 2.000 cán bộ chiến sĩ tham gia cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968 đã có buổi gặp mặt truyền thống. Nguyên Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Đua và Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Tài đã đến dự. Trong không khí thân mật, xúc động, các đồng chí cách mạng lão thành đã cùng nhau ôn lại kỷ niệm hào hùng những ngày Tết Mậu Thân cách đây 40 năm. Gần nửa thế kỷ đã đi qua, nhưng vẫn mãi còn đây âm vang chiến công của cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968. Mùa xuân năm 1968, quân và dân ta đã giáng một đòn chiến lược bất ngờ sấm sét và các mục tiêu thuộc cơ quan chỉ huy đầu não của Mỹ Ngụy khắp các đô thành thị trấn.
và đã tạo bước ngoặt lớn trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân là biểu hiện của ý chí và sức mạnh quật cường của con người Việt Nam, thể hiện sự sáng tạo và tài mưu lược trong nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh của Đảng, là nghệ thuật tiến công bằng cách đánh chiến lược mới, giành thế bất ngờ, đưa chiến tranh vào thành thị, làm lung lay tận gốc ý chí xâm lược của Mỹ. Tối ngày 19 tháng Giêng, ban tổ chức cuộc thi tìm hiểu tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã long trọng tổ chức lễ trao giải cho những thí sinh tham dự khu vực phía Nam. Đến dự có các đồng chí Nguyễn Văn Đua, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, đồng chí Đào Duy Quát, chuyên gia cao cấp Ban Tuyên giáo Trung ương, tổng biên tập báo điện tử Đảng Cộng sản, trưởng ban chỉ đạo chương trình. Hưởng ứng cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, hàng triệu cán bộ đảng viên và quần chúng nhân dân cả nước đã tự giác tìm hiểu tư tưởng và tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Từ đó, mỗi người có những suy ngẫm về ý nghĩa tầm quan trọng của đạo đức đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới. Thông qua đó, tự giác tu dưỡng rèn luyện đạo đức lối sống của mình. Đồng chí Đào Duy Quát, trưởng ban chỉ đạo cuộc thi cho biết, cuộc thi đã có sức lan tỏa rộng rãi và mạnh mẽ. Đến nay đã có 10.000 xã phường trên 600 quận huyện trong cả nước tổ chức thành công hội thi kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Về cuộc thi trên báo điện tử Đảng Cộng sản tổ chức tuy mới phát động được 6 tháng nhưng đã thu hút trên 500.000 lượt người của 64 tỉnh thành trong cả nước tham gia. Có rất nhiều bài viết hay và đầy tình cảm về Bác. Với hơn 50.000 bài dự thi, ban tổ chức đã chọn ra 17 thí sinh có bài dự thi xuất sắc trong phần thi trắc nghiệm và 18 thí sinh có bài dự thi viết từ tháng 8 đến tháng 11 năm 2007, khu vực phía Nam để trao giải. Đây là nguồn động viên tinh thần to lớn đối với các thí sinh dự thi, đồng thời là sự cổ vũ tuyên truyền và vận động mạnh mẽ nhân dân tích cực hưởng ứng tham gia cuộc thi. Tại lễ trao giải, các thí sinh cũng đã có buổi giao lưu với khán giả, kể những câu chuyện, những kỷ niệm và suy nghĩ của mình về tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Công ty Cổ phần Thiết bị Phụ Tùng Sài Gòn đã long trọng tổ chức lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng 3 của Chủ tịch nước trao tặng. Năm 2007, công ty đã hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra, mức tăng trưởng doanh thu 40,3%, nộp ngân sách tăng 115,3%, 100% lao động của công ty được ký hợp đồng lao động và được đóng bảo hiểm xã hội. Công ty cũng tích cực tham gia nhiều công tác từ thiện xã hội, chăm lo tốt chế độ chính sách, đời sống và giải quyết khó khăn cho công nhân viên lao động. Với những thành tích đã đạt được, công ty đã vinh dự được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động hạng 3. Tập thể cán bộ công nhân viên công ty cũng được nhận cờ thi đua xuất sắc của Bộ Công Thương. Cũng tại buổi lễ, lãnh đạo công ty đã trao 50 triệu đồng cho quỹ chung một tấm lòng của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh nhằm giúp đỡ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong xã hội. Công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh vừa tổ chức lễ đón nhận các danh hiệu cao quý của Chủ tịch nước, Chính phủ, Bộ Công Thương và Tập đoàn Điện lực Việt Nam vì những thành tích xuất sắc trong hoạt động năm 2007. Quản lý một hệ thống điện lớn và phức tạp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh với hơn 1,5 triệu khách hàng. Công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều nỗ lực giúp hệ thống vận hành an toàn và hiệu quả, giúp khách hàng hài lòng. Trong năm 2007, Công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh đã thực hiện tốt chủ trương tiết kiệm điện. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Trung Tín đánh giá cao những thành tích Công ty Điện lực thành phố đã đạt được về giao nhiệm vụ cho công ty nghiên cứu ngầm hóa cáp điện, giúp tạo giải mỹ quan cho thành phố và đảm bảo cung cấp đủ điện để giúp thành phố tiếp tục đạt tốc độ tăng trưởng cao trong thời gian tới. Góp phần cùng xã hội chăm lo tốt cho cuộc sống người dân nghèo, nhất là người già neo đơn, trẻ mồ côi khuyết tật, Hội Doanh nghiệp Singapore vừa tổ chức trao tặng 1.450 suất quà Tết cho các trung tâm nuôi dưỡng và bảo trợ người tàn tật như nhà dưỡng lão Thạnh Lộc, nhà dưỡng lão Mẫu Tâm, nhà thiếu niên Thủ Đức, trung tâm trẻ em mồ côi khuyết tật Thị Nghè. Mỗi suất quà gồm gạo, đường, sữa và bao lì xì chúc mừng năm mới. Tổng kinh phí quà tặng lên đến 120 triệu đồng là phần đóng góp tự nguyện của các thành viên Hội Doanh nghiệp Singapore. Được biết, Hội Doanh nghiệp Singapore được thành lập từ năm 1992 và đã liên tục tổ chức nhiều chương trình từ thiện hướng đến các đối tượng cần xã hội chăm sóc. Các suất quà tuy nhỏ nhưng với tấm lòng, Hội Doanh nghiệp Singapore đã góp phần mang lại cho người già neo đơn và trẻ mồ côi chút niềm vui ấm áp trong dịp năm hết Tết đến. Dự án Eden Hàm Tân Resort tỉnh Bình Thuận được đầu tư xây dựng trên vùng biển còn nguyên sơ với cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp sẽ là điểm du lịch nghỉ dưỡng lý tưởng cho khách du lịch trong và ngoài nước. Dự án có tổng vốn đầu tư hơn 80 tỷ đồng với một tổng thể được thiết kế theo kiến trúc độc đáo và hiện đại. Khu resort có 43 phòng ngủ và 3 bungalow, đều có tầm nhìn ra biển. Trong dự án cũng sẽ xây dựng 17 biệt thự có diện tích từ 90 đến 170 m2 để bán và cho thuê. Ngoài ra, trong khu vực còn cung cấp các dịch vụ cao cấp như khu hội nghị hội thảo, khu vực spa, hồ bơi lớn, sân bóng chuyền bãi biển, các loại hình thể thao dưới nước. Theo phát biểu của chính quyền địa phương tại lễ khởi công, dự án Eden Hàm Tân Resort được đầu tư xây dựng chắc chắn sẽ góp phần thúc đẩy vào sự phát triển kinh tế, tạo thêm công ăn việc làm và nhất là khai thác được tiềm năng về du lịch.
Hôm qua, Chủ tịch Hội đồng Tướng lĩnh Nga tướng Yuri Baluevsky đã đưa ra một thông điệp cho tất cả các đối tác của Nga trong cộng đồng quốc tế rằng Nga sẵn sàng dùng vũ khí hạt nhân khi cần thiết để bảo vệ chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ của nước này và của các đồng minh. Nga cũng không loại trừ khả năng đánh chặn.